Xin chào các bạn đến với kênh xe đạp King Review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các bác mẫu xe đạp đua Gian OCR 3700, một dòng xe đạp đua đến từ thương hiệu rất là nổi tiếng trên toàn thế giới, thương hiệu Gian. Model OCR 3700 khung nhôm, được trang bị bộ chuyển động full một bộ group Shimano Soza, một cái bộ group to cũng tương đối là cao cấp của dòng Shimano trong cái tầm giá này. Tầm giá dưới 10 triệu. Chiếc xe đang bán là 9.600.000. Đấy, chiếc xe rất là đẹp, tông màu xanh pha vàng, chữ trắng, rất là thể thao và trẻ trung, cực kỳ đẹp. Trang bị bộ vành Seizo, vành Seizo 700C, một thương hiệu phụ tùng xe đạp cũng rất là nổi tiếng trên thế giới. Được sử dụng full một bộ group chuyển động của Shimano Soza. Từ đè chuyển số này, hai cái đè này, đến đùi đĩa trục rỗng, đùi trục rỗng Soza và cắt xanh ba mảnh đến tay lắc full tất tần tật, một bộ group Shimano Soza khung nhôm lớp sơn nguyên bản. Xe là do qua quá trình sử dụng và là xe bãi nên là nó không giữ cái độ mới đẹp như trước, xuất hiện những cái vết xước và chủ cũ này đã chấm lên tí sơn sơn đây, chỉ là chấm sơn thôi chứ không phải là sơn toàn bộ xe, chỉ là chấm lên những cái vết xước nhỏ thôi. Còn tất cả những cái sơn ở đây vẫn là nguyên zin hết. Lip là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 tầng. Lip 9 tầng và 2 tầng đĩa cho 18 tốc độ khác nhau. Thành Seizo rất là đẹp. Dân sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ở ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên, thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video để cho các bác xem. Xe xe đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm, khóa yên từ tâm trục cốt là 50 cm, xe của các bác đi từ khoảng 1m60 đến khoảng 1m70 là phù hợp. Mười tầng lít và hai tầng nước cho 20 tốc độ khác nhau, rất là mượt mà luôn. Giá bán của chiếc xe là em đang bán là 9.600.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác mà đã đưa lên kênh. Cảm ơn các bác xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.